Chào tất cả các bác nha. Hôm nay 28 tháng 10 tiếp tục để giới thiệu cho các bác những loa. Loa hôm nay là loa từ bình dân cho tới cao cấp. Đây. Sẽ tại vì em để chế độ quay cây tự sướng cho là các bác để chiêm ngưỡng được tất cả những model loa hôm nay. Rồi các bác mới vào chương trình thì các bác coi luôn một thể nha. Đó. Hôm nay được 9 đôi. Đôi bao gồm loa karaoke chuyên trị karaoke và loa nghe nhạc luôn đó các bạn ạ. Rồi. Đây ạ. Và mã số đầu tiên của em nay luôn, đầy đủ e căng các bác nhá. Một đôi đến từ thương hiệu Diatone model DS261 bát 25. Loa ba quay. Ba quay. Trong tình trạng còn đẹp keng. Tổng chiều cao 55, chiều ngang 32 và chiều sâu 26. Một tinh chỉnh với nhá, tinh chỉnh con. Và phía lắp trên này, lắp cũng còn gỗ rất đẹp nhé. Và đít em ở đây cực đẹp luôn. Hỏi điểm quay đang chiếc một cho bác coi. Nó ngược sáng này, đâm ra thì cũng khó coi. Đấy. Đấy. Đẹp các bạn nhé. 60W 6 ohm. Sẵn một con số ôm. Đấy, góc cạnh đẹp nha. 2.200.000 cho mã số 1, một đôi loa đến từ thương hiệu Diatone model 261. Tiếp theo là mã số 2 đến từ thương hiệu Soli, dòng loa cổ tai thỏ nha các bác nha. Thiên về tiếng mộc cực kỳ hay luôn. Đó, một chép, một bát 20, một tinh chỉnh. Trong tình trạng thì đẹp, thùng gỗ nệm. Thùng gỗ nệm cho các bác nhé. Góc cạnh đẹp luôn. Gỗ nệm. Vừa nãy em đi tôn vừa nãy cũng gỗ nệm luôn. Em nãy cũng gỗ nệm luôn. Rất đẹp. Quay như thế này thì nó quá cẩn thận chi tiết rồi các bác ạ. Đó. Quá đẹp nha. Đây là băng keo dán nổ ra các bác nhé. Chứ không phải là bị lỗi gì đâu nha. Vào đây. 6 ohm 50W. Model SS7110. Không e căng nha các bác nhé. Không e căng. Và xả lỗ đôi thứ hai đến từ thương hiệu Soli 7110. 1.800.000 cho mã số 2. Tổng chiều cao 55, chiều ngang 33 và chiều sâu 26. Đó, quá đẹp. Tiếp theo là mã số 3 đến với thương hiệu Onkyo. Tất cả đều chép và chung đom bằng nhôm hết nha các bác nha. Hàng cực gấu luôn. Bát 27. Thùng gỗ nạ. Trước mặt bắn ép. Không nghe căng. Em này tổng chiều cao 58, chiều ngang 32 và chiều sâu 31. Đó. Thùng cạnh thùng còn rất là đẹp. Tiếng rất là hay. Các bác thấy chưa? Quá đẹp ạ. Và đít của em ở đây. Có hai tinh chỉnh. Đó. Rất đẹp luôn nha. Đẹp đến từng chi tiết. Đó. Hai tinh chỉnh nằm ở phía sau, hai nút tinh chỉnh vặn ở phía sau, một cái tỉnh cho tiếng chép và để một cái để tiếng mic chung. 50W 8 ohm rất là dễ ghép âm đi. Đây dòng Onkyo rất là gấu, nhìn rất là gấu mà rất là đẹp. Vâng, 2.900.000 cho mã số 3. Bao zin cho các bác nha, chứ không phải là hàng sửa chữa nha. Giá này nha. Đó, thanh lý hết để hàng mới về. Đó. Không nghe căng. Và đến đến mã số 4 là một đôi loa chống trầy. Đến từ thương hiệu Leo. Leo.
Em này là một đôi loa chuyên karaoke thùng vát chống chảy. Đấy, dành cho bác nào thích karaoke nhá. À, karaoke nhưng mà các bác dùng cho bác là tiếng tiếng chép còi đanh thì em này này, một chép còi và một bát. Tất cả các góc cạnh nó đều là bảo vệ cho hết. Phía trên là hai quai sắt các bác nhá. Hai quai sắt. Cực kỳ đẹp luôn. Quá đẹp, quá mới ạ. Đó, đây thùng vát nha các bác nhá. Chống chảy. Tha hồ cạo, tha hồ cào. Còn nguyên nguyên mạc luôn các bạn. Chưa lột mạc. Em đang sử dụng chích thôi nhá, chích hoặc là 6 ly. Các bác nào lấy thì em tặng cho bác một cái chích để đấu dây vào nhá. Em này đánh 8 ô. 8 ô. 60W. Nhưng mà ghép với em đi em thấy hát karaoke tiếng rất là tự sướng nha. Tiếng chép cũng rất là bén luôn. Chép này dùng chép chép gấu cho nên rất là khó cháy. Còn chép giấy thì các bác mà hát karaoke thì thật sự là không được như thế này được nha. Nhưng mà em thấy cảm giác còn đẹp quá các bác ạ. Đẹp quá. 2.500.000 cho mã số 4 này. Và em này với tổng chiều cao của đồng thùng là 53, chiều ngang 39 và chiều sâu 26, di chuyển nhẹ nhàng. Thật sự luôn là không phải nói gì, em này là chuyên về ca và tiếng nha. Dành cho những bác sử dụng ở khu, xóm hoặc là đi sinh hoạt, nhóm hoặc là bên xứ đạo chúng em thì là để đi đọc kinh hoặc đọc đi dỗ, hàng đám, nhà đám. Thì ở phía ở đáy á, thì nó có một cái lỗ cắm chặt chân rất là gọn các bác nhé. Đây, cắm chân rất là gọn để cho các bác cắm lên và để nó tiếng thì nói thôi rồi nó thoáng thoát, nó đưa ra thì tiếng rất là nhẹ nhàng, di chuyển nhẹ nhàng. Có hai quai sắt này, hai quai sắt nhé, đi rất là nhẹ nhàng luôn. Cần một Amni Hàn Quốc thường cũng được, đánh cái này vẫn phù hợp nha. Amni Jaguar cũng được. Đó. Chỉ với 2.500.000 cho mã số 4 này thôi. Tiếp theo là mã số 5 đến từ thương hiệu Beeler. Quay video nó hơi nhìn hơi nhem nhem nhưng mà thật sự nhìn ngoài rất là bình thường các bác nhá. Đến từ thương hiệu Beeler. Em này e căng niền. Nhưng mà em cũng tò mò tại vì em mở thấy nghe rất là sướng, nghe rất là hay. Cho nên em tò mò với khui một em ra để nghe thử đít để kiểm tra lòng mề em như thế nào. Tổng chiều cao 70, chiều ngang 35 và chiều sâu 32. Cũng rất là cao và cũng rất là sâu. Đây thì chất âm tiếng rất là dày, ấm. Đít đây cũng rất là đẹp. Rất đẹp này, nhìn mới luôn nha. Đấy. Bát em này khoảng 27 đó bác ạ. 27 thôi. Nhưng mà em đã khui một em làm cái để em cho ruột các bác coi ruột phân tần lòng mề nhá. Đây, 60W, 8 ô. Tất cả ốc ác còn nhìn rất mới. Sao này mới như vậy các bác ạ? Em không hiểu, còn mới quá. Và em sẽ, đây, em tháo sẵn một con này rồi. Em sẽ bỏ khui cho các bác coi. Đây, bỏ ra đây. Đây, mình phải cẩn thận. Nếu các bác thích tháo để làm e căng rời vẫn được nha các bác nhé. Căng rời thì các bác tháo vít ở phía trong này. Đây. Kinh khủng. Đây. Phân tần rối các bác này, to đùng này ha. Phân tần rối nhá. Và một lớp mút xung quanh. Mút này bỏ ra. Đít này, mới cáo cạnh luôn. Đấy, y chang còn 7 năm. Y chang con 75 F75 thì giá bây giờ cả 9 triệu nha. Nhưng mà em này thời đời này này sao lại tự nhiên lại nằm căng liền như vậy nha. Rất mới, mới dã man luôn, 7 màu luôn. Đây, phân tần này. Và đánh nót chống mút này. Còn rất là mới ha. Mút này. Bông ấy. Gọi là bông này. Bông đánh cho nó âm mới hay á. Đó. Bát 27 nhá. Phi răng ép
F45 chứ lộn, xin lỗi. Vâng, 2.500.000 thôi cho đôi loa này. Quá kinh khủng, quá cao, quá đẹp vào. Đây, em lắp vào đây. Tất cả còn nguyên tem, nguyên cờ. Bueller Model CS F8 8 ohm thì nó rất là dễ cái âm đi rồi. Âm đi cái chừng dưới 200W trở lại đánh rất là sướng rồi ha. Tiếp theo là mã số 6 vẫn đến từ thương hiệu Bueller. Căng còn đầy đủ. Bên này lục một lỗ quá nhá. Lục một lỗ bên này này. Bass 27 luôn, Bueller Highway. Thùng còn đẹp. Tất cả còn rất đẹp nhá. Lỗ tai thỏ. Hai lỗ thông hơi ở phía dưới. Bách thùng đây. Bẩn tí thôi. Chỗ nào này xong. Tổng chiều cao 73, chiều ngang 36 và chiều sâu 33. Đó. Bữa là bán 4.7 triệu ha. Hôm nay 3.900.000 cho mã số 6 này. Đấy, quá mới quá đẹp luôn nha. Vế phải, vế trái. Lá cờ đầy đủ luôn. Đấy, đúng hàng bãi chứ không phải hàng bờ nha các nhá. Hàng xịn chuẩn 70W 8 ohm. Model CS F770. Đó. Nét ray rõ ràng nha. Và mã số 7 lại quay trở lại. Em cực độc từ thương hiệu Technic, e căng đầy đủ, dòng box sale cực chất, cực gấu, cực mới. Nhìn rất là đẹp. Technic SBX3 2 tinh chỉnh. Mới quá các bác ạ. Đẹp mê mẩn. Từ cái vòng vành còn mới keng luôn. Và phía trên em là cái thì dùng cho các bác thích đam mê để thẩm âm và để trong gian phòng nhỏ trưng cho phòng riêng, rất là đẹp và chất âm rất là sướng cho các bác nha. Tuyệt đẹp, tuyệt vời luôn. Có nút reset này. X3 6 ohm 70W. Và tổng chiều cao 54, chiều ngang 28 và chiều sâu 24. Đến với mã số 7 Technic này, X3 2.800.000 cho bác. Mã số 7 này các bác nhá. Đấy. Bao zin cho bác luôn. Lên hoàn hảo luôn, sống hoàn hảo luôn nha. Bao zin bao hay. Nghe và trưng bày. Và đến với mã số 8 là một đôi loa cổ bao bố đến từ thương hiệu Đề Lông, tem vàng ha, tem vàng. Giá trị cao, có hai viền vàng luôn. Rất đẹp. Đây. Bát 25. Quá đẹp phải không ạ? Cực kỳ, mang cái chất trưng bày cực cao luôn. Râu quai hở. Min tai thỏ này. Bát cũng vậy luôn này. Bát cực sâu Đề Lông tem đỏ CS10425 mã 8 ohm 82W 92 độ nhảy 92 dB. Chép đom khủng. Thùng gỗ lẹm. Nghe trang rất đẹp. Mẹp nhôm. Tổng chiều cao 59, chiều ngang 31 và chiều sâu 27. Trưng bày cũng quá đẹp các bạn ạ. Và em sẽ quay ra phía đằng hông và phía đằng sau để bác chiêm ngưỡng nha. Bên này cũng vậy. Cái này là series 110528 110527 nha các bác nha. Đó. Vâng.
4.100.000 cho mã số 8 này, đến từ thương hiệu Đề Lông. Giá trị cực cao, nhà trưng bày cũng rất là đẹp nha các bác nha. Trưng bày rất đẹp nha. Và mã số 9 đến từ một em khủng long bạo chúa từ thương hiệu Victor, đầy đủ em căng nha các bác nha. Đó. Tất cả các vành viền đồng vàng, bát, trung và chép bê nặng kinh khủng các bác nha. Phải nói nặng kinh khủng luôn. Màng da chăn, bát 32, chắc chắn. Những đồng lời này thì anh em thường thường nó đang nằm trên giá là 10 triệu, 11 triệu nha. Bê rất nặng. Và nóc và đít Make in Japan Victor SX511 150W trở kháng 6 ohm. Anh tổng cái gì là 300W nữa này. Ván rất nặng, dày, rất dày nha, rất dày nha. Ván dày hầu như gấp đôi những thùng bình thường, cho nên là bế rất nặng. Cái này có thể là châm chế hát hò karaoke được các bác nhá. Vâng, đến với mã số này thì tổng chiều cao của em này thì là 66, chiều ngang 38 và chiều sâu 33. Vâng, đến với mã số 9 cũng là mã số cuối của ngày hôm nay, buổi hôm nay nhé. 7.600.000 cho mã số cuối. À thôi, 6.500.000. 6.500.000, nỡ nói thành lý giá rẻ rồi. Quyền nói lại nói đúng giá hôm bữa bán thua. 6.500.000 cho mã số cuối các bác nhá. Một đôi loa bát 32 Victor. Cực khủng luôn, cực gấu luôn. Rồi, em xin mến chào và em sẽ quay sang Omni cho các bác coi. Và tiếp tục em sẽ sang kế tiếp để Omni cho các bác luôn nhá. Omni Đề Lông hàng đời cao 1.500, hàng đấu mạng các bác nhá. Hàng đấu mạng, hàng đấu giá đây nhá. Và 7.800 trơn này. Và những hàng Yamaha, Chio, Kenwood, những dòng nghe nhạc, xem phim và công suất to để anh em yêu thích đây. Mắt răng ngon bổ rẻ, Kenwood cũng bổ rẻ nha. Đây ạ, mã số 10 đến từ thương hiệu Peeler, là một em Amly 7.800 ha. 7.800 có hai đèn vú rất là đẹp luôn. Và phía sau của em ở đây. Công suất 160W trở kháng đánh từ 4 đến 16 ohm. Nguồn vàng. Còn zin. Rất đẹp luôn. Nguồn vàng. À. 5 triệu đồng cho mã số 10 đến từ thương hiệu Bioler 7.800. Và mã số 11 cũng như quảng cáo lúc ban đầu, em này là một em đến từ thương hiệu Đề Lông, hàng đấu mạng đó nha. Đẹp keng xà beng. 1.500 AE. 1.500 AE. Đó. Tất cả còn mới từ cái núm, tất cả các núm này nha các nha. Hầu như sử dụng hàng này, hàng trưng bày, hàng đấu mạng nha các nha. Chưa sử dụng, chưa một tí gọi là mòn cái này. Bác coi nha. Chỗ này thường thường hay sờ nhất đây này, mà không một tí gì gọi là hàng đã sử dụng nha. Chưa có một dấu hiệu sử dụng mà lắp tiếp cũng vậy, tất cả sơn tĩnh điện còn đẹp keng luôn. Đấy, hầu như là mới 99%, đít vàng ươm, vàng tất cả là vàng, lúm cũng vàng. Đấy, các bắp chuối loa là vàng, trở kháng 4 đến 16 ohm, công suất 250W. Chuyên chị nghe nói là những dòng loa bốt đây các nhá, loa CD 2, CD 3, CD 5 đây. À, sử dụng em này đây. Mới là nó ôm chặt quá đây. Tiền đắt nó sắt ra miếng các bác coi này. Mới kinh khủng. Quá mới luôn nha. Đến từng mini nha. Mới đến từng mini luôn. Vâng, những em này là bán trên 10 triệu nha. Các bác cứ tham khảo model giá đi. Nhưng em đến với Thiệu Audio
ta gọi là hạ giá rẻ là đúng rẻ, chất rẻ. Quá mới phải không ạ? Các bác mở ra chỉ biết như là hàng mới thôi. 250W trở kháng 4 đến 16 ohm đánh độc lập A hoặc B, còn đánh tất cả 4 loa thì 8 đến 16 ohm. Có chế độ đánh bearing ha. Mirai đấy à, 4 đến 16 ohm. 8 triệu 400 nghìn cho mã số 11. Mặt màu phanh nhôm màu đá đá vàng cát các bác ạ. Đây, từ cái nắp mới tinh. Và đến mã số 12 là phân khúc ngon bổ rẻ cho các bác đây. Một em đến từ thương hiệu Kenwood model 3060R. Kenwood dòng đời CT. Sử dụng sò lớn luôn nha. Sò rất là to nha. Đấy, sò to khủng nha. Rồi gan còn rất đẹp. 140W trở kháng 4 đến 16 ohm. Ở những dòng này 140W này có thể đánh 30 nhẹ nhàng nha các bác. Rất là ok nha. Giá cực kỳ bình dân luôn. 1 triệu 500 nghìn cho mã số 12. Đó. Bình dân các bác nha. Và mã số 13 để phân khúc cho các bác ngon, bổ, rẻ mà không thành vấn đề về vấn đề cái sắc đẹp mấy ha. Không đến nỗi tệ nhưng mà em nói là rớt và cũng là thuộc dòng mà cũng chảy chuộng một tí nha các bác nhé. Mắt răng PM4400 hơi chảy tí, các bác này có thể xử lý được nút nha. Và phía hông này nó bị móm một miếng này. Em để rẻ các bác tiếng nếu nốt dòng mắt răng dòng này thì các bác cho những dòng mắt box cell loa toàn giải và những đôi loa giản nghe tiếng cực sướng luôn, cực sắc luôn cực kỳ sắc luôn, bén luôn. Đây, mắt răng PM4400 100W dòng đời cao đời mới là sản xuất tại Chile nhá, đời cao đấy nhá chứ không phải đời thấp đâu. Trở kháng rất là dễ gấp loa 4 đến 16 ohm độc lập A hoặc B, còn đánh 4 loa là sẽ 8 đến 16 ohm. Đó, nắp nhớ còn gì đèn đẹp nhá. Mỗi tội là do vận chuyển nó bị chèn, nó đè, nó lút thôi và mới bị hông vậy thôi. Ruột ga cũng còn rất đẹp, sử dụng cho con mốc phét hả? Sân ken coi nhá. Tiếng cực sáng nhá, những dòng này tiếng sáng nhá. Đây, bên này nó mé móm miếng, bên kia móm miếng này hai bên móm hai miếng và chỉ với rẻ nửa tiền ha. Rẻ nửa tiền thôi. 1 triệu 300 nghìn cho mã số 12 này. 13 này. Đó. Tiếp theo là mã số 14, một em nghe nhạc xem phim rất dễ chịu luôn. Chỉnh bát chép ba lăng bằng cơ trực tiếp ở trên mặt bề mặt nha. Bát chép ba lăng. DSB 496 trong phân khúc ngon bổ rẻ cho các bác đây. Mặt mũi bằng nhôm phay màu vàng chanh, rất đẹp. Rất đẹp màu vàng chanh. Nắp điếc của sơn zin. Và đít của em cũng còn rất là đẹp. Em này có chức năng giải mã optical, nghe nhạc, xem phim, công suất 185W, trở kháng 6 đến 12 ohm, đánh AB. Và ruột gan của em đây. Lắp nhức còn rất đẹp nha các bác nhé. Ruột gan đây, nhức còn rất là mới ha. Rất là mới. Sò siếc rất nhiều. Có thể nghe loa 30 và ghép vang hát hò karaoke được nha. Đó. Rất đẹp luôn. 1 triệu 400 nghìn cho mã số 14 này. Và mã số 15 đến từ thương hiệu Kenwood V7000. Cũng như xem phim nghe nhạc cũng rất là bạo lực nha các bác nha. Mặt màu đen phai nhô. Rất đẹp luôn. Có nằm cầu hai đường ngõ, đường làm real này. Công suất 240W. 240W V7000. Trở kháng đánh từ 6 đến 16 ohm. Mặt đột gan của em ở đây. Rất gấu. Đầy nhóc linh kiện nha các bác nha. Rất gấu luôn. Em này có thể ghép vàng hát hò karaoke được đấy các bác ạ. Khá tốt đấy.
nó ok. Vâng, đi đến mã số 15 của ngày hôm nay, 1.600.000 cho mã số 15 này, model KV7000. Tiếp theo là mã số 16 đến từ thương hiệu Chio. Chio anh em Kenwood đây, K990. Em này cũng rất là dễ ghép loa đây, tiếng rất sáng và hay đây. À, các bác nha, Chio K990. Để dòng những dòng loa Chio khó tính đây. Công suất là 260W lận cơ. Dòng CT thì nó cần 140-150 thì đã đánh nút loa 30 rồi. Nhưng mà CT đánh lên tới là 260W thì các bác thử biết nó bạo lực như nào rồi. Các bác có thể ghép vang hát hò karaoke nhá. Đánh loa A, loa B hoặc là xin sao à. Đó, thủ dòng center đấy. Đó, phiên bản đặc biệt dùng cho dòng hàng Kenwood Chio này nhé các bác nhé. Mà trong sử dụng những con đây STK các bác nhé, đã kinh khủng luôn, to, công suất to. Thì anh em thích công suất to về STK thì các bác thử biết rồi. Đó, rất âm hay thì chơi em này nhé. Còn nên tới 260W lận cả. Vâng, giá chỉ với 2.000.000 đồng cho mã số 16 này. Và mã số 17 cũng là mã số cuối cùng của ngày hôm nay, đến từ thương hiệu Yamaha, model DSB A5, có chỉnh cơ bát chép ba lăng trực tiếp ở trên đây các nhé. Rất là dễ sử dụng, rất là dễ chơi nhá. Đó, là chơi đa lăng đa kênh đắc loại luôn, xem phim nghe nhạc ghép vàng hát hò karaoke được luôn. Và đít của em ở đây, công suất 180W, trở kháng đánh từ 6 đến 12 ohm, có giải mã optical luôn. Ruột gan của em ở đây cũng còn rất là đẹp ha. Đó. Sò mênh mông bao la luôn. Nguồn miếc còn mới tinh. Vâng, đi đến mã số 17 cũng là mã số cuối của ngày hôm nay. 1.500.000 cho mã số cuối cùng. Em xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Các bác là có nhu cầu mua hàng em thì xin liên hệ trực tiếp cho số điện thoại 0933779920. Mỗi một món đồ một âm ly thì cọc 300, còn loa thì cọc 500 nha các bác nhé. Ship code hàng toàn quốc. Em xin tạm biệt, chào các bạn.